Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 5 tháng 11, Thánh Bettila. Ngày 6 tháng 11, Thánh Theophan Vena. Lạy Cha thương xót, thương xót thân con tội lỗi. Chưa lành vết thương vì Cha là đấng xót thương, Cha là đấng nhân từ với lòng thương xót, Cha là đấng nhân từ với lòng thương xót. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 5 tháng 11, Thánh Bettila. Ngày 6 tháng 11, Thánh Theophan Vena. Ngày 5 tháng 11, Thánh Bettila. Thánh nữ Bettila sống vào thế kỷ thứ 7. Cuốn tiểu sử đầu tiên ghi chép về cuộc đời của thánh nữ viết bằng tiếng Latin xuất hiện năm 800. Thánh nữ Bettila sinh tại Soissons, nước Pháp. Ngay từ tuổi hoan niên, Bettila đã cảm thấy có ơn gọi sống thân mật với Thiên Chúa. Bettila bắt đầu nhận thấy đời sống cầu nguyện và hy sinh mà Ngài đang mong muốn có thể tìm thấy được ở chốn viện tu. Bettila đến gặp Đức Giám mục của Ngài là Thánh Uwen và xin lời khuyên. Thánh Giám mục khuyến khích Bettila hãy nên theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Sau đó, song thân Bettila gửi cô tới một nữ đan viện sống theo quy luật của vị tu sĩ gốc Ireland là Thánh Columba. Khi tới đan viện, Bettila biết mình đã thực sự tìm được bình an. Nhiều năm trôi qua, Bettila dùng thời giờ cầu nguyện và làm nhiều công việc khác nhau. Thánh nữ đặc biệt có lòng hiếu khách đối với những du khách và những bệnh nhân tìm đến thăm tu viện. Thánh Bettila cũng chăm sóc những trẻ nhỏ sắp được giáo dục tại tu viện. Thánh nữ Bantidi là hoàng hậu của vua Clovis thứ hai thiết lập một tu viện mới. Ngài đã xin mẹ bề trên của tu viện Soissons gửi một số nữ tu đến tu viện mới này. Bettila là một trong số các nữ tu được chọn, và thánh nữ được chỉ định làm bề trên của nhà ấy. Bettila rất đỗi ngạc nhiên, nhưng thánh nữ đã quyết định làm những điều tốt nhất theo sức có thể. Bettila biết rằng Chúa Giêsu sẽ giúp Ngài giải quyết mọi vấn đề. Tu viện dần dần phát triển. Chính hoàng hậu Bantidi cũng trở thành nữ tu sau khi vua Clovis băng hà. Sau đó, một bà hoàng khác là Hereswitha, quả phụ của một ông chúa vùng East Angles, cũng xin vào tu. Mẹ Bettila hẳn là đã rất ngạc nhiên khi có tới hai bà hoàng tìm đến trong tu viện của mình. Nhưng mọi người đã sống rất bình an vì các bà hoàng cũng sống khiêm tốn y như mẹ bề trên vậy. Thánh nữ Bettila sống rất thọ và đã cai trị tu viện Saint suốt 46 năm. Thánh nữ về trời khoảng năm 705. Thưa anh chị em và các bạn, qua đời sống của thánh nữ Bettila, chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu có một chương trình dành riêng cho mỗi người chúng ta. Có thể mình thấy tại sao tôi lại như thế này, người khác lại như thế kia. Tôi muốn như họ mà không được. Có khi ngược lại, họ muốn như tôi mà cũng không được. Vì Thiên Chúa có chương trình cho mỗi một người. Cho dù là hai anh em sinh đôi trong một gia đình, cha mẹ chăm sóc cả hai đứa sinh đôi giống hệt nhau, nhưng mà rồi lúc lớn lên cứ mỗi đứa một hướng, chả bao giờ hai anh em cùng đi một hướng, rất hiếm. Dĩ nhiên có những trường hợp họa hoàn là hai anh em sinh đôi cùng vào trong một tu viện và chịu chức linh mục, nhưng mà hiếm lắm.
Bình thường có khi lại ngược lại. Thằng anh thì hoạt động, em thì trầm ngâm. Chị thì có năng khiếu về nghệ thuật, mà cô em thì năng khiếu về khoa học kỹ thuật. Cho nên mỗi người hãy để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình theo như gì mà Chúa muốn, đừng theo những gì mình muốn. Thú thật với anh chị em, chứ nhiều lúc tôi cũng đâu có muốn đi vào cái con đường lòng thương xót này, đâu muốn vào con đường tín thác này. Nhưng mà rồi tôi có giấy ruộng, mấy giấy ruộng được Chúa cũng lôi vào con đường này. Tôi muốn đi du học, tôi muốn trở thành giáo sư, tôi muốn trở thành nhà tư vấn, rồi tôi muốn làm một người hoạt động văn nghệ. Nhưng mà Chúa nhốt tôi vào trong lòng thương xót, để chỉ quậy ở trong cái lòng thương xót thôi. Chúa có chương trình cho mỗi người. Mà có khi mãi đến 60 tuổi Chúa mới cho mình thấy rõ cái hướng của Chúa. Mình có thể nói gì được ngoài tiếng xin vâng. Và khi mình xin vâng, mình để cuộc đời mình trôi theo sự hướng dẫn của Chúa, thì mình mới tìm được sự bình an. Còn nếu mình, kinh nghiệm bản thân tôi thấy, mình muốn chống lại, mình muốn tìm một cái đường hướng ngon hơn, hay hơn, tốt hơn theo ý mình, nhưng mà Chúa lắc đầu. Chúa bảo cái đó là của con, không phải của ta. Chúa không chúc lành. Mà Chúa không chúc lành thì làm không được. Mà Chúa đã chúc lành thì thưa anh chị em, giống như Bê-ti-la tự nhiên được đặt làm bề trên của một tu viện. Mà bề trên tu viện ấy lại có hai bà hoàng. Anh chị em tưởng tượng coi, họ là hoàng hậu mà, họ là bà chúa ở ngoài đời mà. Bây giờ họ vào trở thành nữ tu, mà lại làm bề dưới của mình. Mình chỉ là một cô gái bình thường, bây giờ lên làm bề trên. Nói gì phải xin thưa mẹ, con xin vâng. Đâu có dễ đâu. Khó lắm. Cả nể chứ. Rồi đôi khi tuổi tác, rồi vị thế ngoài xã hội, bây giờ nó vô đây nó thay đổi hoàn toàn. Chương trình của Chúa là cho hai bà hoàng đó vào làm nữ tu. Rồi chương trình của Chúa là cho Bê-ti-la làm bề trên của hai bà hoàng đó. Vậy mà chị coi cái tu viện đó 46 năm, anh chị em tưởng tượng, hơn nửa đời người rồi mà vẫn được bình an. Thì Bê-ti-la thấy rằng là Chúa Giê-su giúp ngài giải quyết mọi vấn đề. Đó là con đường tín thác. Đó là con đường lòng thương xót. Nhiều khi trên con đường tín thác, anh em chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót, bế tắc cái này, bế tắc cái nọ, bế tắc cái kia, đi đường nào cũng thấy đường cụt. Nhưng mà Chúa đóng cửa này thì Chúa mở cửa kia. Cứ vậy, Chúa không cho mình cảm thấy lúc nào cũng an toàn. Vì mình an toàn, mình lại tự tin vào mình, không còn tín thác nữa. Mà lúc nào cũng cảm thấy chênh vênh, lúc nào cũng cảm thấy chồng chành, lúc nào cũng cảm thấy chơi vơi, mà vẫn tiến, đó là tín thác. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta qua mẫu gương của Thánh Bê-ti-la, anh chị em là những tông đồ lòng thương xót, đặt tất cả niềm tin vào Chúa. Tập nhiều khi chúng ta lấy ý mình nhiều quá, mình sắp xếp mọi thứ theo ý mình, và mình không có chịu theo dòng chảy mà Chúa đang muốn đưa mình đi. Mình cứ muốn là mình là người làm chủ cuộc đời của mình sắp xếp mọi sự theo ý mình. Rồi đến lúc không được, bắt đầu mình trách Chúa. Chúa ơi, sao con khổ thế này? Chúa ơi, sao con bế tắc thế này? Chúa ơi, Chúa nói, tại mày, ta nói không nghe. Cứ thích làm theo ý mày, kêu cái gì, ráng mà chịu cho quen đi. Buông đi, mình buông xuôi để Chúa hướng dẫn. Có khi Chúa đưa đẩy mình qua những biến cố này, qua những sự kiện nọ, qua những người này, người kia, mà mình không đón nhận, mình cứ chỉ là cái ý của mình thôi. Mình sắp xếp sao là cứ phải như vậy thôi. Rồi bắt Chúa theo ý mình. Cứ cầu nguyện, Chúa ơi giúp con, mà giúp gì? Hay làm mọi sự theo ý con. Thì ta chịu. Chúa Giê-xu còn chả làm được, cứ vậy chỉ là mình. Chúa Giê-xu còn, của ăn của ta là làm theo ý của cha đấng đã sai ta. Mặc dù là Thiên Chúa đó, nhưng mà trong thân phận con người, ngài để cho Chúa Cha hướng dẫn mình. Thì chúng ta trong thân phận con người, tại sao lại mình lại hướng dẫn Chúa thay vì để Chúa hướng dẫn mình?
Con đường thánh thác là con đường bỏ ngỏ, con đường buông bỏ để Chúa đưa đẩy, Chúa hướng dẫn, Chúa lẻo lói trong cái chênh vênh, trong cái chơi vơi của cuộc đời mình. Ngày 6 tháng 11, Thánh Theophan Vena. Ngay lúc còn trẻ, vị linh mục thánh thiện người Pháp này đã mơ ước được làm chứng cho tin mừng của Đức Kitô. Ngài đi học làm linh mục. Sau đó, Theophan Vena vào trường đại học chuyên đào tạo các nhà truyền giáo tại Paris, nước Pháp. Gia đình của Theophan mà Ngài hết sức yêu mến đã rất đỗi buồn phiền, vì nghĩ rằng sau khi trở thành linh mục, Theophan sẽ rời bỏ họ. Phần Theophan Vena, Ngài cũng nhận thấy cuộc hải hành rất dài tới vùng Viễn Đông có lẽ sẽ vĩnh viễn tách biệt Ngài khỏi gia đình. Theophan Vena viết trong một lá thư gửi cho cô em gái như sau. Em yêu quý, anh đã khóc rất nhiều khi đọc thư em viết. Phải, anh biết rất rõ nỗi buồn anh mang tới cho gia đình. Anh nghĩ em sẽ rất đau khổ, có phải không, em gái nhỏ của anh? Nhưng em không nghĩ rằng anh cũng phải trả giá bằng những dòng lệ đẫm máu hay sao? Khi quyết định như thế, anh biết anh đã đem đến cho gia đình mình niềm đau buồn lớn lao. Còn ai yêu mến gia đình của mình hơn anh nữa? Gia đình chính là tất cả niềm hạnh phúc của anh trên thế gian này. Nhưng Thiên Chúa, Đấng liên kết tất cả chúng ta trong mối tình đáng yêu nhất, đã muốn kéo anh ra khỏi đó. Sau khi tụ phong linh mục, Theophan Vena lên đường tới Hồng Kông. Ngài chạy tàu vào tháng 9 năm 1852. Theophan học các thứ ngôn ngữ khoảng hơn một năm. Rồi thánh nhân tới miền Bắc Việt Nam. Có hai trở ngại đáng kể trong cuộc truyền giáo nhiệt thành này. Thứ nhất là sức khỏe yếu kém, và thứ hai là cơn bách hại đạo khủng khiếp. Tuy vậy, Theophan Vena vẫn anh dũng vượt khó. Thánh nhân thường viết thư kể lại cho cô em dễ thương của Ngài ở Pháp biết tất cả những mạo hiểm, những nguy hiểm và các cuộc trốn thoát khỏi tay những kẻ bách hại. Cuối cùng, sau khi phục vụ nhiều Kitô hữu ở miền Bắc Việt Nam, Theophan bị bắt và bị xiềng trong một chiếc cũi nhỏ suốt khoảng 2 tháng. Bản tính hiền lành của Theophan Vena rốt cuộc đã chinh phục được cả những anh lính cai ngục. Thánh nhân cố gắng viết về nhà một lá thư, trong đó Ngài kể như sau. Tất cả mọi người sống chung quanh con đều lịch sự và đáng trọng. Nhiều người đã yêu mến con, từ vị quan chức có thế lực nhất đến anh lính bình thường nhất. Mọi người đều lấy làm tiếc vì luật lệ của quốc gia phải lên án tử cho một ai đó. Con không bị tra tấn như các anh em đồng tu với con. Thế nhưng, sự cảm thông của họ vẫn không cứu nổi mạng sống của Theophan Vena. Sau khi bị trảm quyết, rất nhiều người đã chạy lại và lấy khăn tay của mình thấm lấy máu của cha Theophan. Theophan Vena chịu tử đạo ngày 2 tháng 2 năm 1861. Cha Vena được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Ngài là một trong số các vị thánh tử đạo Việt Nam được mừng kính ngày 24 tháng 11 hàng năm. Thưa anh chị em, Thánh Theophan Vena không sống được lâu tại Trung Hoa và Việt Nam. Tặng ân cao cả mà thánh nhân ban cho người dân các nước này khi anh dũng tử đạo, đó là tấm gương chứng nhân về giáo huấn của Đức Giêsu. Theophan Vena dạy chúng ta rằng gương sáng chính là một ảnh hưởng rất tuyệt vời trên những người khác. Chính trong lao tù mà Theophan có thể cảm hóa được từ người lính canh cho đến viên cai ngục. Cũng giống như Đức Hồng y Nguyễn Văn Thận 13 năm trong ngục cũng thế, Ngài cảm hóa tất cả những người canh gác ngục và sống rất thân thiện, rất dễ thương với họ.
Và cảm thấy những người tù này hết sức dễ thương, không phải là tội phạm về mặt hình sự, nhưng là chỉ những người về đức tin mà thôi. Và chính những người mà bị giam cầm về đức tin, họ lại càng chứng minh cho người khác thấy rằng là đức tin của họ là đúng, là chân chính, là chân thật. Khác một điều là những tội phạm hình sự, những người cai ngục coi như là kẻ thù. Trốn được là trốn, thoát được là thoát. Còn mày cãi là đánh, ngang là đập. Còn đây ngược lại, cho dù họ có đánh có đập vẫn không oán thù họ. Khác biệt tuyệt đối là chỗ đó. Và đó là gương sáng làm cho những người cai ngục, làm cho những người mà có bổn phận về canh giữ phải thấy ngạc nhiên. Tôi đánh họ, tôi tra tấn họ, tôi ngược đãi họ mà họ vẫn không thù hận tôi. Họ vẫn đối xử với tôi như là một người anh em. Khác nhau giữa anh hùng tử đạo và anh hùng dân tộc là nằm ở chỗ đó. Trước khi bị đem ra pháp trường bắn, người anh hùng đi làm cách mạng, người anh hùng mà đi chiến đấu, nhìn thẳng vào mặt người bắn mình và nói rằng là nếu mà ta không phải bị xiềng xích thì tao sẽ bóp cổ mày, đúng không? Mà nếu là tao chiến thắng thì tao sẽ bắn mày là người đầu tiên, đúng không? Còn đây, những anh hùng tử đạo cũng bị trói, cũng bị đem ra bắn, y như vậy, tra tấn có khi dã man hơn. Nhưng mà nhìn họ bằng ánh mắt tràn đầy lòng thương cảm và thương xót. Và lạy cha xin tha cho họ như Chúa Giêsu bị treo trên cây thập giá. Xin Chúa cho mỗi người có được sự can đảm như thế, những tông đồ của lòng thương xót. Khi các bạn, chúng tôi cùng như các bạn ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có khi bị ngược đãi, có khi bị hiểu lầm, có khi bị bỏ vạ cáo gian, có khi bị ném đá giấu tay, đủ thứ hết. Dù họ có ghét mình thế nào thì ghét, họ có ghen tức với mình thế nào thì ghen tức, có hận mình thế nào thì hận, ta vẫn tràn đầy lòng thương xót, biểu lộ qua sự tha thứ, thương cảm và cầu nguyện cho họ. Amen. Trong cây vào trái.